đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến các thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Tân Hưng, sinh viên của Đại học EDX và mã số sinh viên của em là CV021HP017. Hôm nay em sẽ cùng mọi người quay trở lại bộ môn thuyết trình, kỹ năng thuyết trình của thầy Trần Mạnh Hải, và hôm nay chỉ có em được học đó chính là buổi 3, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại review cái buổi học thuyết kỹ năng thuyết trình của buổi 3 của ta là gồm có những gì. Thì hôm nay bọn em học rất là nhiều về kiến thức hay và bổ ích, có thể góp phần trong cuộc sống của chúng ta sao cho cái kỹ năng thuyết trình càng trở nên thân thục và sao cho nó hoạt động trơn tru nhất khi mà chúng ta để diễn ra được một buổi thuyết trình sao nó chuẩn và hợp lý. Thì như cái video của trước, cái video thứ hai mà em sẽ để cái link trên màn hình ấy. Đó, thì em đã nói về cái ý nghĩa của cái thuyết trình chúng ta, tại sao chúng ta cần phải có kỹ năng thuyết trình, rèn luyện kỹ năng thuyết trình trong cuộc sống của chúng ta. Thì em sẽ nhắc lại một chút, đó chính là trong cuộc sống này, thì ngày trước có thể thời phong kiến thì ông cha ta hay có một cái gọi là suy nghĩ là những cái kỹ, như khi mà nói hoặc là thuyết trình, như kỹ năng này chỉ dành cho những cái nhà diễn giả, những cái người hay bán hàng, hoặc là những nhà diễn giả hay nói nhiều đó, hoặc là những chính trị gia, thì họ mới kiểu cần có cái kỹ năng thuyết trình và nó kỹ năng nói thôi. Nhưng thực ra ở cái thời đại hiện nay, thời đại công nghệ càng ngày càng phát triển hiện đại như này, ngày nay con người càng ngày càng kết nối với nhau nhiều hơn đó, xã hội ngày càng tân tiến hơn, vậy nên cái kỹ năng để mà đứng trước một đám đông làm sao nó không bị run, đứng trước đám đông làm sao nó đủ dũng cảm để có thể nói được, để thành công được một bài thuyết trình từ 10 và từ 5, 10, 20 đến 100, 1000 người thì nó đòi hỏi một quá trình rèn luyện rất là nhiều. Vậy nên cũng đủ để có thể thấy là cái kỹ năng thuyết trình này ở cái thời đại hiện nay nó khá là quan trọng và chúng ta cần có trong cuộc sống. Và lấy một cái ví dụ minh họa là như cái buổi trước, ở video trước em cũng đã nói ví dụ minh họa, đó chính là như mọi người biết đấy, một nhân vật lịch sử rất là tiếng tăm trên cái thế giới ấy, nhờ cái kỹ năng hùng biện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông và có thể gây dựng cho ông ta một cái thế lực hùng mạnh đủ để có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ hai, đó chính là Hitler. Đó, thì Hitler nhờ cái tài ăn nói hùng biện của mình có thể thuyết phục những cái giáo phái của mình dần nghe mình và dần dần tuân phục mình và thay đổi cả cái đất nước Đức thuộc về của mình luôn, và gây ra được một cái hậu quả của chiến tranh to lớn như vậy. Vậy nếu mà mọi người thử nghĩ xem, nếu mà Hitler là một người không xấu, một người đó là do Hitler có tài nhưng mà tư duy sai, vậy nên nếu mà Hitler là một người tư duy tốt, tư duy đúng, là một con người tốt, thì sẽ ra sao nếu mà Hitler dùng cái tài đó để có thể xây dựng, góp phần thêm cho thế giới chúng ta ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn. Đó, thì đó cũng là một cái động lực để bạn có thể học tập trau dồi thêm kỹ năng hùng biện thuyết trình, kỹ năng nói này, để có thể khiến cuộc sống của bản thân, khiến cái thế giới này của chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Đó, tất nhiên cái điều đó cần phải kết hợp thêm một cái mindset làm sao cho tốt, cho đủ, phải là một con người thật là chân thành, thật là tốt bụng. Đó, thì bạn cũng có những cái suy nghĩ sâu trong cuộc sống, trong cái đầu óc chính bản thân mình. Thì để đi sâu vào những cái kỹ năng thuyết trình, chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì, cần phải có những cái gì để có thể một buổi thuyết trình của chúng ta được thành công. Cái điều này chỉ là thành công ở bước đầu thôi, vì khi mà quá trình này diễn ra thì là có một quá trình chúng ta chuẩn bị là bước đầu nhá. Chúng ta cũng phải cái quá trình diễn ra, chúng ta phải nói, phải biểu đạt sao cho những cái người ở dưới nó thật là hiểu. Và có thể ví dụ khi chúng ta đi vào những cái hội nghị chốt sale thì chúng ta có thể chốt được từ 30-40% doanh số những cái người mà ngồi ở đấy. Đó, thì như vậy mới là thành công. Thì để cái bước chuẩn bị đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải để ý là khi vào một cái buổi thuyết trình thì chúng ta sẽ phải, và khi mà thuyết trình, khi mà nhận được một cái đề tài chương trình thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái bài nội dung cái slide, tất cả các thứ trong đấy như là loa, mic, tất cả các thứ từ 3 ngày trước đó, tối thiểu ít nhất là 3 ngày trước, mà cũng có thể nhiều hơn nhưng mà 3 ngày là một số tối thiểu rồi, vì nếu mọi người thêm và mọi người bớt đi thì
thì cái thời gian nó chắc chắn nó sẽ gấp rút và nó sẽ khiến cho cái bài thuyết trình của chúng ta không đạt được cái sự thành công nhất định đó. Thì là cái hoàn hảo ở đây phải là ba ngày trước cái buổi mà mọi người thuyết trình đó thì cần phải chuẩn bị những gì. Thì cái mà cần chuẩn bị ở đây đó chính là cái nội dung đó, nội dung chúng ta thuyết trình phải tập đi tập lại, nội dung đó chuẩn đúng chuẩn chuẩn bị đó, phải tập đi tập lại nói lại cái nội dung đó. Tiếp theo là đến cái slide đó, để trước khi thuyết trình chúng ta sẽ cần có một cái slide để chiếu lên để mọi người có thể hiểu được là chúng ta nói cái phần gì, mọi người có thể liên tưởng được thêm là chúng ta đã có nói đúng nói chuẩn hay không. Mọi người chắc chắn nó sẽ hiểu hơn khi mà có những cái hình ảnh minh họa phải không nào đó. Sau tiếp đến cái slide đó chính là cái tất nhiên là cái máy tính của chúng ta là phải không bị trục thoát trục chặt gì đó, không gặp sự cố cần thiết khi mà đến cái lúc mà chúng ta thuyết trình, tránh hết những cái sự cố hy hữu xảy ra và chuẩn bị những cái thứ như kiểu là máy chiếu này, loa này, màn chiếu là bút để chuyển slide chẳng hạn đó. Thì đó là những cái vật dụng để có thể giúp đỡ trang bị cho chúng ta có một cái buổi thuyết trình làm sao mà tốt hơn. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái thứ đó sao cho nó thật chu đáo, thật tốt, chủ động bao giờ tốt được nào đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta đến một cái hội nghị mà chủ cái hội nghị đấy thì có bảo là chỗ em thì anh yên tâm là có đầy đủ các ánh đèn, ánh sáng, loa, mic, âm thanh hết các kiểu rồi, nhưng mà khi mà không có sự chuẩn bị vì đây chỉ là các đồ công nghệ thôi, nên khi mà không có sự chuẩn bị của chúng ta nữa, chúng ta đến đấy hỏng hóc cái mic, hỏng hóc cái loa, hỏng hóc cái đèn đó, những lúc này thì chúng ta lại hoãn cái buổi thuyết trình của chúng ta. Cái điều đó là chắc chắn là cái sự cố mà không ai muốn, phải không ạ? Đó thì tất nhiên khi mà gặp điều đó thì chúng ta phải chủ động lúc nào phải mang theo cho mình những cái vật dụng như là mic này, máy chiếu này, cái màn chiếu này và một cái bút để chuyển slide hoặc bút để viết đó. Những cái đó là một cái vật dụng cần thiết để hỗ trợ cho một cái buổi thuyết trình chúng ta làm sao cho nó thành công và hợp lý. Và trước khi cái buổi thuyết trình thì chúng ta cũng cần phải là tập duyệt trước cái buổi thuyết trình đó từ ít nhất là một ngày trước, và có thể hơn thì có thể là hôm sau thuyết trình thì bắt đầu từ sáng hôm trước chúng ta đến cái hội nghị đấy. Chúng ta sẽ tập đầu tiên là chúng ta sẽ đứng lên sân khấu và tưởng tượng xem là ngày mai sẽ có bao nhiêu người ngồi dưới kia, có những ai là những nhà chức trách, những nhà quan trọng, những người mà chúng ta nhắm tới đó, thì họ ngồi vị trí ở đâu, họ ngồi ở đâu, họ có bao nhiêu người, thì chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần luôn, sẽ đứng sẵn lên cái bục sân khấu hội nghị và chúng ta tập nói dần cái nội dung của chúng ta muốn truyền đạt đến mọi người ngày mai, và cứ tưởng tượng trong đầu rằng là mai sẽ có tất cả ở dưới đấy, đã có tất cả mọi người ngồi đủ ở dưới đấy rồi, và những cái người quan trọng thì ngồi đúng vị trí rồi và họ đang tập trung để quan sát chúng ta hơn đó. Thì vậy nên chúng ta hãy tập duyệt với một tâm thế y hệt như vậy và hãy kèm theo những cái dụng cụ mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta có thể quen khi mà sử dụng cái dụng cụ đấy. Và chúng ta cũng phải tập duyệt cách đi, cách đứng, cách nói, cách tương tác, cách body language làm sao cho nó thật là chuẩn chỉ với mọi người ở dưới. Vì khi mà những cái biết kết hợp những cái điều như vậy thì những người ở dưới họ sẽ có rất có ấn tượng, đánh giá rất cao của chúng ta là một con người có kỹ năng thuyết trình vô cùng cao. Vì ví dụ khi mà các bạn ngồi ở dưới nghe giảng, có một người ta contact với bạn bằng tay, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, nét mặt, hoặc là mời chính bạn đứng dậy luôn, thì chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy rất là tập trung, rất cảm thấy rất là vui vẻ khi mà giữa đám đông như vậy và họ tập trung vào mình để họ đó, họ kết nối. Thì đó là cái những cái thứ mà chúng ta cần phải kết hợp và đó, học cái body language, cách đi, cách nói sao là đúng. Thì những cái phần đó thì bọn em sẽ được học chi tiết vào buổi sau. Ở đây em sẽ nói chi tiết vào cái phần chuẩn bị của chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cái dáng đi của chúng ta thì cũng là chuẩn bị phần sau, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái địa hình, đó phải nhìn rõ cái địa hình của cái sân khấu nó như thế nào đó. Thì ví dụ cái sân khấu sẽ có chỗ nó bị hỏng, nó bị nhún, nó bị gọi là
có một cái thứ gì đó, ví dụ khi đang đi ở dưới một cái lốc là chúng ta khi mà đi một cái lốc đấy chúng ta sẽ bị thụt chân đúng không? Đấy thì như vậy là cái sự cố nó sẽ xảy ra, đó là một cái sự cố hy hữu và cái bài thuyết trình của chúng ta nó sẽ trở nên bị fail đó vì một cái thứ rất là nhảm nhí mà không đáng xảy ra. Trượt chân là một cái thứ nó xảy ra gọi là rất là nhảm nhí và nó làm cho cái buổi thuyết trình của chúng ta nó bị fail đi, bị thất bại đi, và nên chúng ta phải tập thuyết trình đi lại và phải nghĩ cái vùng của mình, cái vùng tròn sẽ khoanh vùng một cái vùng đó mà mình chỉ khi mà nó chúng ta chỉ đi qua đi lại ở trong vùng đấy thôi và không đi ra khỏi ngoài cái vùng đấy đó. Khi làm sao để sau khi mà chúng ta đi trong vùng đấy chúng ta cảm thấy thoải mái nhất, chúng ta sẽ cảm thấy đầu óc lưu loát, miệng nói lưu loát, đầu óc thông thoáng nhất, có thể trình bày thuyết trình làm sao một cái bài thành công nhất và đạt được những cái mục đích mà chúng ta muốn gắn vào cái bài thuyết trình. Và đó là kết thúc cái phần review lại cái buổi học số 3 của môn kỹ năng thuyết trình của em tuần này. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe em đến tận giây phút này của video. Và nếu có góp ý gì, có bình luận gì thì xin mọi người hãy đóng góp trực tiếp với em ở dưới phần dưới hoặc là gửi trực tiếp cho em. Em xin cảm ơn và xin nhận sự đóng góp của mọi người và để giúp kinh nghiệm cho những video lần sau. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.